Rất vui được gặp lại quý cô chú và anh chị trong ngày hôm nay. Em là Nguyễn Tùng, siêu thị nông sản. Số điện thoại của em là 0909 339 019. Thì ngày hôm nay em sẽ gửi đến cho quý cô chú và anh chị một cái vị trí căn hộ rất là tuyệt vời, nằm ở gần ngay ngã tư Thủ Đức, mặt tiền đường Song Hành, xã Hà Nội nha. Thì mới đây ngày 6 tháng 9 thì Thủ Đức, thành phố Thủ Đức đã đón một cơn mưa, thì nó ngập rất là sâu, thì nhiều xe máy chết và dân cư thì dẫn bộ đi về nhà rất là nhiều. Thì em sẽ chúc quý cô chú và anh chị trong cái mùa mưa này thì anh cẩn thận khi ra đường và luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong gia đình nha. Đó, thì không để cho quý cô chú và anh chị đợi lâu á, thì em sẽ gửi đến cho quý cô chú anh chị cái căn hộ luôn, cái căn hộ mà em định chia sẻ. Đây là của Ngọc Phương Đông nha. Đó. Căn hộ này là căn hộ Centum Well, nằm ở Centum Well của chủ đầu tư là Bát Phú Thịnh, do Thủ Đức House làm công ty mẹ nha. Bát Phú Thịnh đó. Đây là cái thông tin và tỷ lệ góp vốn của cái Bát Phú Thịnh này. Đó, để quý cô chú và anh chị có thể nắm được thông tin tình hình nha. Nó có nhà đầu tư Việt Nam và một nhà đầu tư của Hàn Quốc. Nhà đầu tư Việt Nam thì chiếm 51%, còn nhà đầu tư Hàn Quốc thì chiếm 49%. Nói chung là cái căn hộ này thuộc sở hữu của người Việt Nam. Đó. Thì căn hộ này á, căn hộ Centum Well này á, thì nó tổng diện tích của nó là 11.582 m², có 544 căn hộ. Có 288 căn 2 phòng ngủ, căn 3 phòng ngủ thì có 230 căn, có 3 block, block A1 thì 18 tầng, A2 và A3 nằm hai bên thì 20 tầng, có 10 căn garden house, 10 căn shop house và 6 căn duplex nha. Ở trong đây có tiện ích thì nổi trội nhất thì nó có một cái hồ bơi và một cái khu vui chơi của trẻ em rất là lớn và một sân tennis ở trong khu vực luôn. Đó, để quý cô chú và anh chị có nắm được thông tin nhé. Rồi, để chúng ta sẽ tới cái vị trí đường đi. Vị trí đường đi thì em sẽ chia sẻ cho quý cô chú và anh chị cái vị trí ở trên Google Maps luôn nhé, để quý cô chú và anh chị có thể nắm rõ hơn. Đó, thì đây, đây là cái ngã tư Thủ Đức nha. Ngã tư Thủ Đức, ngã tư Thủ Đức thì cái căn hộ của mình nó nằm ở đây, rất là gần Vincom nha. Đây, rồi căn hộ mình ở đây, ngay mặt tiền đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, bây giờ nó thuộc là thành phố Thủ Đức. Đó, đường này là đường Song Hành, cũng gọi là đường Song Hành xã hội Hà Nội nha. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đo khoảng cách. Từ lô đất từ cái căn hộ cao cấp này á tới cái Vincom Plaza thì khoảng tầm 1 km nha. Mọi người có nhìn thấy cái thông tin ở trên đây, 1 km. Đó, Vincom nhá, Vincom Lê Minh Việt. Đó, đi tới ngã tư Thủ Đức á. À đâu, cái này là ngã Suối Tiên nha. Cái này là khu Suối Tiên. Thì khoảng tầm 3,5 cây nha. Suối Tiên là 3,5 cây. Đó. Đây, đến ngã tư Thủ Đức. Ngã tư Thủ Đức là 900 m nha. Trường Sư phạm Kỹ thuật là gần 1 cây số. Quý cô chú và anh chị có thể nắm. Đi tới chợ Thủ Đức là 2 km. Đó. Tới bệnh viện thành phố Thủ Đức này là 3,5 cây nha quý cô chú và anh chị. Đó, tới Vinhome VinCity quận 9 là khoảng 7,5 cây. Đi tới đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, ngã ba Mai Chí Thọ này là 4,5 cây. Đi tới cầu Sài Gòn là 6,7 cây. Đó, ta đi tới cầu Bình Lợi là 6,5 cây nha quý cô chú anh chị, 6,5 cây. Đó, đi xuống dưới Suối Tiên là khoảng 4,5 cây nha quý cô chú anh chị.
đi tới khu Sala, khu Thạch Mỹ Lợi là 8 cây 6, đi tới chợ Bến Thành là 10 km nha quý cô chú anh chị. Đó, ta có thể nhìn thấy đi xuống dưới Sơn Tiên này, ngay cái vòng xoay Võ Văn Kiệt với quốc lộ 51 là 14 cây. Đó, em chia sẻ cho quý cô chú anh chị một số những cái vị trí, những cái giao thông đường đi. Đi tới ngay sân bay Tân Sơn Nhất là 11 km nha. Đi tới sân bay Tân Sơn Nhất là 11 km. Đó. Đi tới sân bay Long Thành nè. Tới sân bay Long Thành là 25 km nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi, đây là cái vị trí nha. Đây là cái vị trí của căn hộ của mình đang chuẩn bị, em đang chuẩn bị chia sẻ cho quý cô chú anh chị. Đó, là mặt đường Phan Chu Trinh nha. Phan Chu Trinh, đường này là đường song hành. Đó, quý cô chú anh chị có thể nắm được nhé. Nắm được cái thông tin cơ bản của cái căn hộ này, cái vị trí đường đi. Cái chỗ này là Sài Gòn Gateway nha. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái tiện ích ở đây. Nó rất là gần, những cái căn hộ này rất gần những cái tiện ích phục vụ cho con em chúng ta ăn học, cũng như là phục vụ cuộc sống của chúng ta. Đó là bệnh viện Đa khoa Liên Việt này, cách khoảng 1,5 km. Bệnh viện Quân y ở ngay Liên Việt luôn, là 1,5 km luôn. Đó, đi chúng ta cách bệnh viện Đa khoa Thủ Đức là 2,5 cây. Trường trung học cơ sở là 900 m, trường liên cấp là 1 cây, trường Hoa Sen là 550 m nha, trường đại học sư phạm kỹ thuật là 1,2 cây. Đó, trường tiểu học, làng đại học thì chúng ta, làng đại học Thủ Đức á, thì chúng ta cách là 2,5 cây nha. Ở trung tâm hành chính thì cách khoảng tầm 600 m thôi. Đây là cơ bản một số những cái vị trí đường, cái tiện ích ngoại khu, tiện ích phục vụ cho cái chúng ta là an cư nhé. Đó, rồi tiện ích của cái nội khu của cái căn hộ này á sẽ gồm những cái một sân tennis, một khu vui chơi và một cái hồ bơi lớn nhá. Để gửi đến cho quý cô chú và anh chị một cái thông tin đó, để quý anh chị có thể là nắm rõ được, nắm rõ được cái tiện ích ở trong này, để cho chúng ta có thể là vui chơi và giải trí ở trong khu vực này thuận tiện hơn. Đó, tiện ích chúng ta có này, sân bóng bàn, phòng gym, sân tennis nhé. Đó, tiện ích ngoại khu chúng ta có này, bệnh viện Liên Việt này, trường quân y này cũng ở trên mặt tiền Liên Việt luôn nhé. Đó, ủy ban nhân dân quận 9, chi cục thuế, trung tâm, trường đại học sư phạm kỹ thuật, bệnh viện đa khoa Thủ Đức nhé. Đó, rồi đây là một số những cái hình ảnh mà gần khu vực. Đó, ở trong đây chúng ta có Copmark, có FPT, có Bách Hóa Xanh, có Vincom. Đó, chợ Kiến Thiết. Đó. Rồi, thì không đợi đến quý cô chú và anh chị mà đợi lâu á, thì em cũng gửi đến cho quý cô chú và anh chị một cái trong những cái nguồn, gọi là cái thông tin, cái hình ảnh của cái dự án này. Trước tiên là tới cái pháp lý trước nha quý cô chú anh chị. Đó, ở cái dự án này nó có đầy đủ này, có biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy này, có bảo lãnh này, nghĩa vụ này, là tài chính để xây đó, chứng minh được tài chính đó. Đó, bảo hiểm này nha quý cô chú anh chị. Đó là quy hoạch chấp nhận, quy hoạch cơ sở tầng này, giấy chấp nhận đầu tư này, giấy phép xây dựng này, đầy đủ để chúng ta có ra được cuốn sổ, có được xây dựng và được ra sổ cho quý cô chú anh chị. Nếu quý cô anh nếu mà quý cô chú anh chị có nhu cầu mà tìm hiểu ở đây, thì cái pháp lý ở đây cũng là một pháp lý rất là vững để hỗ trợ chúng ta. Quyết định xuống mua thì ở đây này có những cái ngân hàng nhá, có những cái ngân hàng để hỗ trợ chúng ta ở đây. Đó là ngân hàng Vietcombank này và ngân hàng Ocean Bank này. Đó, để chúng ta có thể nắm được nếu mà quý cô chú nào có nhu cầu mà mua bán hay là ký tự chuyển nhượng gì đó ở trong cái khu vực cái căn hộ cao cấp này á, thì hãy gửi nhắn tin qua
cái số điện thoại 0909 339 019 của Nguyễn Tùng nha. Đây 0909 339 019 của Nguyễn Tùng, thì Nguyễn Tùng sẽ cùng chia sẻ và tư vấn cho quý cô chú anh chị những cái pháp lý, một hỗ trợ cho vay cũng như là chọn cái vị trí đẹp để phục vụ cho cái cuộc sống an cư cũng như đầu tư của mọi người nha. Dạ. Đây là cái bản vay nha, có bản tính lãi luôn nha quý cô chú anh chị. Mọi người cứ cần thông tin vay bao nhiêu gửi cho em để em sẽ đánh máy ra là sẽ tính ra lãi hàng tháng cho quý cô chú anh chị luôn. Đó. Thì đây là một cái video của cái bay flycam của cái căn hộ này nhé. Mọi người có thể coi. Cái video này nó hơi mờ nhé, quý cô chú và anh chị có thể là thông cảm. Đó, sự kết hợp của căn hộ này kết hợp của hai nhà đầu tư chính, đó là nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư của Hàn Quốc, thì của Thủ Đức House và công ty Daewon nha. Đó. Đây là một cái video để chia sẻ cái thông tin cho quý cô chú anh chị. Đó. Đây là ba cách lái nha quý cô chú anh chị. Ba đi hướng vào cách lái qua Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định nha. Đó, căn hộ của chúng ta tầng A2, A3 và A1 ở giữa nha. Đó, có mảng cây xanh. Ở đằng sau là có hồ bơi. Đó, hồ bơi, sân tennis. Đó, kế bên ở mặt tiền của nó là đường Phan Chu Trinh nha. Đó, đường song hành. Đây là cái vị trí căn hộ nha, vừa nãy em có chia sẻ đó. Phan Chu Trinh nằm ở ngay cái đường song hành xa lộ Hà Nội. Đó, cái này là khúc trạm ga metro số 1 nha, Bến Thành Suối Tiên. Đó. Đây, chúng ta sẽ đi vào cái mặt bằng của cái hình của dự án nha. Đây là phòng khách của một cái căn hộ ở trong. Đây là phòng khách của một căn hộ của cái căn chung cư Centum Well này nha. Để quý cô chú và anh chị có thể nắm được. Đặt cái này đi trước. Đây là ban công của căn hộ này nha. Những căn hộ ở bên căn hộ chung cư này á, là có hết nhá. Có ban công hết nhá. Đó, đây là công viên. Đây là công viên của nội khu của cái dự án này. Công viên nội khu nhá. Khu chơi của trẻ em. Đây là một cái phòng vệ sinh. Thiết kế gạch rất là đẹp. Đó, có bàn giao chúng ta là đèn, rồi một số những cái tiện ích, những cái vật dụng cơ bản đó, như bồn trầu này, bồn rửa chén này, kính này, đó, một số những cái cơ bản như vậy để cho mọi người có thể thấy được đó. Đây là cái mặt tiền nhé, cái mặt tiền Phan Chu Trinh, hướng tay trái chúng ta là đi vào trong căn hộ, đi thẳng ra đây là ra ngoài xã hội Hà Nội, đi ngược lại á, là đi vô Vincom nhé, Vincom Lê Văn Việt nhé quý cô chú anh chị. Đó, đây là hành lang, đây là hành lang của căn hộ này nha. Đây là một phòng ngủ, đây là phòng ngủ master nhé, phòng ngủ master. Đó. Ta nhìn thấy không, đây là khu vực thang máy nha, hiện tại ở đây là có ba thang máy nha.
hai thang máy dân cư sử dụng, một là thang máy tải nha. Ta thấy không, rất là đẹp, sàn giả gỗ rất là đẹp. Rồi chúng ta tới cái hồ bơi này, cái hồ bơi của cái căn chung cư này nhá, rất là rộng. Đây là phục vụ cho chúng ta luôn nha, chứ không phải là cho người lớn tắm luôn. Có mấy những cái căn hộ mà bình thường thì giá mà rẻ rẻ là thường là cho con nít tắm không à. Đó. Đây là lớp A1 nhá, màu trắng này, màu vàng này là lớp A3 nhá. Đây là thiết kế tổng quan nhá, thiết kế cảnh quan của cái căn hộ này. Hiện tại căn hộ Centrum Well này là một trong những căn hộ mà nó gọi là trung tâm thành phố Thủ Đức mà đã bàn giao đầy đủ tiện ích, đường đi thông thoáng thuận tiện để phục vụ cho mọi người có cái nhu cầu an cư cũng như là công việc. Đó. Đây là cái hình trên cao của cái hồ bơi của chúng ta nhé. Đây là hồ bơi của trẻ em này, đây là hồ bơi của người lớn. Phòng gym của căn hộ đầy đủ mọi cái vật dụng để chúng ta có thể tập gym phục vụ cho cái sức khỏe của chúng ta. Sân tennis, đây là bàn tấm bàn nhé, tấm bàn. Rồi chúng ta sẽ đi tới cái mặt bằng thì căn hộ mà Centrum Well này á, nó có hai loại mặt bằng chính, đó là mặt bằng căn 2 phòng ngủ và căn 3 phòng ngủ. Đây là cái thiết kế của căn 2 phòng ngủ nhé. Chúng ta cửa vào nhé, phòng khách của chúng ta như thế này đó, phòng khách, phòng bếp của chúng ta, phòng bếp của chúng ta ở đây, phòng khách, ban công nhé, ban công của chúng ta ở đây, ban công. Đó, đi vô bên tay trái là chúng ta sẽ thấy căn phòng ngủ, phòng nhỏ nhé, phòng nhỏ. Đó, có toilet ngoài phục vụ cho phòng nhỏ này, bếp và không gian phòng khách. Đó. Rồi ta đi tới là đây là cái phòng master, đây có nhà vệ sinh ở bên trong luôn. Người có thể nhìn thấy nha. Nô ra nha. Đó. Mọi người có thể thấy căn này á là có diện tích là 54-55 m². Đó, diện tích thông thủy là 50 m². Đó. Chúng ta nhìn thấy. Hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh nha. Đây là thiết kế hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đó. Rồi, ta coi thiết kế của căn 3 phòng ngủ nha. Đây. 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh nha quý cô chú và chị. 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Thiết kế của nó là 85 m². 85 m² nha. Đây là cửa chúng ta đi vô này. Đó, cửa đi vô thì có cái phòng vệ sinh ở đây, bếp, hai phòng ngủ bên này. Đó, đây là một cái phòng ngủ master, phòng ngủ lớn luôn. Đó, thì đây là có cái phòng vệ sinh ở bên trong luôn. Đó, đây
đây là cái thiết kế của căn bấm ngủ ở đây, mọi người có thể nhìn thấy nhé. Tao có thể nhìn thấy cái hình này nó hơi mờ, mọi quý cô chú và anh chị có thể thông cảm nhé. Đây, sơ đồ mặt bằng của căn hộ đây. mặt bằng tầng đây là năm, bắt đầu từ tầng 5 đến tầng 16 là bán nha, còn từ 5 tầng xuống trở xuống là phục vụ cho những cư dân nha, gọi là những tiện ích đó, tiện ích để phục vụ cho chúng ta. Có 4 lầu để phục vụ cho chúng ta nha. Hiện tại thì căn chung cư Centerwell này thì nó có những cái chính sách gì, thì nếu quý cô chú và anh chị mà có nhu cầu mà quan tâm cũng như là mua bán ở cái căn hộ này thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình đây, 0909 339 019, thì em sẽ gửi đến quý cô chú anh chị chương trình mới nhất cũng như là lấy cái giá tốt nhất quý cô chú và anh chị nhé. Dạ. Đó, những cái góc nhìn của cái căn hộ Centumwell. Hiện tại căn hộ Centumwell chung cư, cái chung cư cao cấp này thì hiện tại thì chúng ta chỉ có thanh toán là 30%, khoảng là 840 triệu, thì chúng ta sẽ nhận nhà và ở nhé. Ta sẽ nhận nhà và ở, và ngân hàng sẽ hỗ trợ chúng ta là 70% cái giá trị căn hộ. Thì căn hộ này là căn hộ Thủ Đức đã hoàn thiện rồi nha, chúng ta chỉ có vô là ở thôi. Thì ở đây thì em cũng chia sẻ lại cái thông tin của cái căn hộ này. Thì căn hộ Centumwell này nó nằm ở mặt tiền Phan Chu Trinh, Sa Lộ, Hà Nội, Thủ Đức. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Bát Phú Thịnh, tổng diện tích là gần 11.600 m², mật độ xây dựng là 20-25%, có 3 block căn hộ từ 18-20 tầng, có 544 căn, 288 căn 2 phòng ngủ và 230 căn 3 phòng ngủ nha, 10 căn garden house, 10 căn shop house và 6 căn duplex nha. Tiện ích thì có một hồ bơi, có khu chơi trẻ em, có sân tennis và một số những cái phục vụ riêng, những cái tiện ích riêng như là tầm gym, sân bóng chơi bóng bàn, BBQ rồi các kiểu. Dạ. Thì cái giá bán căn này á sẽ từ căn thấp nhất, vị trí chưa đẹp nhất, đó là giá 2.8 tỷ trên một căn nha. Căn thấp nhất là 2.8 tỷ đó. Thì căn hộ này đã hoàn thiện và sẽ nhận nhà, chúng ta sẽ thanh toán 30% và chúng ta sẽ nhận nhà ở liền đó. Với người Việt Nam á thì sở hữu lâu dài, còn người nước ngoài á chỉ có sở hữu 50 năm thôi nhá quý cô chú anh chị đó. Trong đây em có đầy đủ đây, có những căn hộ đây. Quan trọng nhất là cái lúc này. Đây, bảng giá của căn hộ này nhé. Để mở to ra cho cô chú và anh chị có thể nhìn thấy. Đây là bảng giá nhé. 84.5 m² này, 54.7 này, 54.1 này. Đơn giá là từ 45 triệu cho tới 51 triệu nha quý cô chú anh chị. Đó,
người có thể thấy không? Căn diện tích nhỏ nhất là 54,1 m². Căn lớn nhất là 84,5 m². Đó. Thì cái giá của nó sẽ dao động là từ tính, mình tính có VAT nha. Chứ VAT thì mình đừng tính có VAT. Căn thấp nhất của chúng ta nó sẽ dao động là 2,790, gần như 2,8 tỷ. Nó sẽ dịch lên trên dưới thôi, 2,790 là căn này rẻ nhất đó. Thấy không mọi người, thấy 54,1 đó, hướng Bắc nha quý cô chú anh chị, tầng 8 hướng Bắc, tầng 8 căn số 10 đó. A1 này, để em coi cái sơ đồ mặt bằng nào. Đây, căn số 10, tầng số 10 hướng Bắc. Đó, quý cô chú và anh chị có thể nhìn thấy nha, căn số 10 đây. Đó, thang máy thì nó ở đây. Căn này chỉ có là 2,790 triệu thôi nha, chưa tới 2,8. Đây là căn rẻ nhất. Nếu mà quý cô chú và anh chị có một cái nhu cầu tìm hiểu á, mua bán hay là cần những cái thông tin về cái căn hộ Sentum Well này á, thì hãy liên hệ với em nha. Hãy liên hệ với em. Đây, đây là kênh YouTube của em sẽ đăng cái thông tin cái dự án này lên cuộc này. Kênh YouTube của em Siêu Thị Bất Động Sản Nguyễn Tùng này sẽ nếu mà quý cô chú và anh chị có nhu cầu mà tìm hiểu á, thì hãy liên hệ với em, nhắn tin qua Zalo hoặc Viber đều có hết nha. Em sẽ gửi cho quý cô chú anh chị những cái thông tin, những cái giấy tờ vay ngân hàng, mặt bằng tiện ích, hình ảnh để cho quý cô chú anh chị có thể nắm được. Đó. Rồi thì nói chung là nãy giờ cũng chiếm cái thời gian của quý cô chú anh chị cũng khá là nhiều rồi, thì bây giờ em xin dừng ở đây. Rất mong được chia sẻ những thêm cho quý cô chú anh chị ưng cái vị trí căn hộ này á. Rất vui được gặp quý cô chú anh chị ở ngay cái căn hộ Sentum Well này. Chúng ta có thể uống cà phê rồi chia sẻ về những cái hướng, rồi những cái tiện ích, những cái tầng, rồi những cái chia sẻ về cái cách vay ngân hàng hỗ trợ cho quý cô chú anh chị để tiện nhất. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn. Em Siêu Thị Bất Động Sản Nguyễn Tùng, số điện thoại 0909 339 09. Chân thành cảm ơn mọi người nha.